phải nhớ người đàn bà này. Má con đó ba, mọi người, má con đó mọi người. Chú Thành, má con đó chú Thành. Má con đó, vừa một đêm thoáng qua, trời không có nén. Ba và má đã tổ con ra bên hầm có tra. Má còn nói rằng, tám năm yêu nhau rầm rỡ. Ngày nào ba đi diễn má cũng đi theo. Lục cho ba từng gúa mì cua ba ăn. Chứ mà ba nỡ lòng nào ba đi theo cái cô nhả ra nhả vô chi đó. À, dễ thương quá trời, trời đất ơi, cái chi nhả ra nhả vô chi đó. Mà cái con chi mà hắn ăn cái chi mà nhả ra nhả vô. Cái con nhả ra nhả vô là cô Mô. À, cô Nhã Phương. Người ta tay Nhã Phương nhả ra nhả vô. Mà con có thấy là con núi tiếng của nó mà nắng đẹp nó hấp dẫn hơn đúng không? Dạ. Nhả ra nhả vô là mắc cười liền không? Vui nhộn. Nói chung là tháng rồi hay. Dạ. Mặt đẹp quá hay. Ờ. Do trắng. Trời ơi. Nè, cầm hình má về. Dạ. Nè con ơi. Dạ. Ưa dài cho con vậy. Mà ven chân mạng nồng quá gì. Dạ ba con. Ba hả? Thì ra ba con đổi tay. Nhỏ ra nhỏ vô. Nhỏ ra nhỏ vô. Ăn chi mà nhỏ ra nhỏ vô cho nhỏ nó chữ. Mà dễ thương lắm con ơi. Chú Thành rất là thích. Con rất là bình tĩnh. Thấy không? Con ghẹo chú Gia mà con rất là bình tĩnh. Ờ, dễ thương. Dễ thương. Mà con đưa cái hình má con chú chịu nữa. Trời ơi, cái gì đâu mà má má đen dữ vậy con. Anh quay tấm hình ra cho mọi người coi lại coi. Dạ đây. Trời ơi, má đen quá đen. Rồi, còn chơi nữa hay không? Con đang có 10 triệu đó nha. Cân nhắc nha, phải vui mới chơi nha. Dạ. Hủy đi, hai anh em hủy. Chứ 10 triệu là lớn đó. À, muốn thi tiếp quá là răng đây. Muốn thi tiếp quá răng đây. Đây. Mà lỡ thi tiếp nó ủng quá. Ủng quá. Mà sao thằng này nó tự phản biện nó luôn vậy? Nó muốn thi tiếp mà nó nói thi tiếp lỡ sai là ủng quá. Dạ. Mời con. Dạ. Đây là thi hay là gì? Dạ cho con hỏi ý kiến ba của con. Rồi mời xuống hỏi. Gia đình đang hội ý. Gia đình đang hội ý. 10 triệu là dư tiền vé ba về Đà Nẵng lại rồi con ơi. Dạ. Sau 2 giờ đồng hồ hội ý. Bây giờ có cần gọi điện thoại về Đà Nẵng hội ý với mẹ không? Dạ không. Trừ đang. Dạ con thi tiếp. Rồi, 60 giây của cô bé dễ thương bắt đầu. Alo, gà gái. Sao, ngày mai đi diễn hả? Chị đã nói với em rồi. Gọi chị đi diễn không phải là dễ đâu nha. Em làm một tờ đơn nè. Đưa lên phường ký, đưa qua quận, đưa qua thành phố, rồi đưa tới trung ương, chuyển cho chị. Em kêu khó quá à. Em kêu khó thì chỉ cần làm một cái tin nhắn, địa chỉ và thời gian là chị tới. Ủa, mà răng em không gọi anh Trấn Thành đi diễn cho. Hả? Anh Trấn Thành bận đi độn mông với là sữa mũi rồi hả? Chị nhớ là vừa mới sữa đây mà. Sữa nữa hả? Thôi, bây giờ chị thương lắm chị mới đi nha. Ngày mai đi diễn ở đâu nói chị nghe nè. Hả? Em nghĩ sao vậy? Một ca sĩ có gương mặt vi la như chị mà em kêu chị đi hát đám ma với em vỗ. Nhưng mà ca sĩ bao nhiêu? 30.000 đô. Ok ok. Sao? 30.000 đồng Việt Nam hả? Thôi kìa. Nhưng mà em phải lo tiền xe ôm cho chị đó nha. Mời thí sinh tiếp theo. Chú Trường Giang, con kính thưa chú Trấn Thành, con kính thưa chú Tiến Lực và các cô chú, các anh chị tại trường quay. Con tên là Võ Lê Thục Anh, con 8 tuổi và đây là anh con.
Con kính thưa chú Trấn Thành, con kính thưa chú Trường Giang, con kính thưa chú Tiến Lực và tất cả mọi người trong trường quay. Con tên là Võ Nhi Nhật Anh, năm nay con 11 tuổi, hai anh em con đến từ thành phố Đà Nẵng. Hôm nay bọn con rất vui khi được tham gia chương trình Thách Thức Danh Hài. Nghe giọng là biết Đà Nẵng rồi. Nhưng mà mình ở đây hay là mình ngồi đó mình bay vào đây rồi mình thi xong mình bay về? Dạ, ở Đà Nẵng bay vào đây. Đi với ai con? Dạ, đi với ba con với lại ban tổ chức của chúng con. Ban tổ chức của con là ban tổ chức nào? Là cô ban tổ chức trò chơi cho con và anh con chơi. Ồ, đó vậy thì chú hiểu. Rồi, hai đứa học bài thuộc quá ha. Mỗi đứa có một bài y chang nhau. Mặt dễ thương quá ha. Bởi gì? Bây giờ nè, diễn chưa á? Hay là tụi con còn muốn nói chuyện tí? Dạ, tí nữa đi. Tại sao tụi con lại thích chương trình này mà tới đây đi thi? Dạ, vì anh con rất là thích hài kịch nên anh con quyết định đi thi chương trình này. Thế con không thích à? Mà con thích chứ. Thế tại sao con lại không dám thi giống như anh con mà phải để anh con rủ mới thi? Không, con và anh con thi luôn à. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 8 tuổi. Con có hiểu hôm nay chú Thành nói gì không? Dạ không. Bây giờ chú Thành hỏi lại nha. Bây giờ con nói là con thích hài kịch, tại sao con không chủ động đi thi mà con đợi anh con rủ rồi con mới chịu đi thi? Ủa con rủ anh con mà. Đúng rồi, người ta dây chính. Hồi nãy nói là anh rủ, anh con thích hài, anh con muốn đi thi. Chứ đâu nói là anh rủ đâu. Đúng rồi, mà đúng không? Ok, chú Thành xin lỗi con, ok, chú xin lỗi con. Dạ, chú xin lỗi con. Rồi. Rồi thi nè. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Đại ca, mình đang ở đâu đó đại ca? Mày đó, trên cái đầu tao đó. À, em xin lỗi. Ở nhà đi hết rồi, mình hành động ngay đại ca. Làm liền. Dạ. Ưng lấy gì lấy. Lấy thứ gì? Đẹp thôi. Mau lên. Ê, đại ca. Quá. Mày lấy 2 ly này làm gì? Em đang khát nước. Mày chỉ nghĩ được tới đó thôi sao? Dạ. Chờ mày vô mày lấy gì quan trọng hơn cái ly. Mau đi. Đi. Chậm chạp quá. Thằng này lê mê. Đây tiền đây. Đếm. 12.345.000 đồng. Tao thấy thiếu thiếu gì mày. À đúng rồi, còn cái bảng 100 triệu với 150 nữa. Nhưng mà mình lấy cái đó thì mình rớt ngay á, mình rớt cái tạch. Mày mà không lấy tao đánh chết á. Mau mau. Chú cho con mượn. Cho mượn cái kia. 5. Dạ. Mất rồi. Mất rồi. Thôi. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc trận rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Hai đứa dễ thương quá à. Chú cười khuyến khích cho tụi con nghe không? Có cái gì gọi là một vòng nữa cho vui vẻ với mọi người. Tại vì hai đứa còn trẻ mà rất là tập trung vào diễn xuất. Chú Thành rất là thích tụi con. Bây giờ nếu mình diễn vòng thứ hai mình đừng nói tiếng Sài Gòn nữa. Nói tiếng Quảng Nam, Đà Nẵng rạc luôn. Dạ. Yeah. Đừng nói tiếng Lai Lai, Đà Nẵng và Sài Gòn nha. Dạ. Yeah. Rồi, chơi không? Chơi nữa không? Dạ. Yeah. Tụi con đang có 2 triệu đó. Dạ, con hai tụi con chơi tiếp. Ok. Rồi, tụi con có 60 giây, 60 giây bắt đầu. Bò, bò Duân, con tìm được bò rồi. Ba nhớ con không bò? Nhớ. Mà không ba nhớ không được.